Tử vi tuổi Tý tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Năm Canh Tý 2020, tuổi Tý phạm phải trực thái tuế nên tài vận giảm đi. Năm nay là năm bản mệnh của tuổi Tý. Người xưa có câu thái tuế đứng đầu họa, vô tài xã hữu họa. Người tuổi Tý năm nay cần ưu tiên lùi một bước để tiến hai bước. Không nằm ngoài dự đoán, năm nay rất khó khăn với các gia chủ tuổi Tý. Dù rất tài giỏi và luôn nỗ lực trong công việc, nhưng vẫn có những buồn phiền, những thất thoát không mong muốn. Vận trình của người tuổi Tý trong tháng 12 âm lịch có gì khởi sắc hay không? Những ngày nào tốt trong tháng để tiến hành công việc? Cần chú ý những gì trong tháng này? Tất cả sẽ được chúng tôi truyền tải qua video ngày hôm nay. Kính mời anh chị, cô bác cùng theo dõi để nhận được những lời khuyên từ chuyên gia phong thủy. Tổng quan tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12, tức ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 dương lịch. Tháng này không phải tháng nhiều đen đủi đối với những người tuổi Tý. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 12 âm lịch nên gia chủ tuổi Tý sẽ cần chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 12, tức ngày 12 tháng 1 dương lịch có nạp giáp là Canh Ngọ, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 và mệnh chủ Bính Tý sinh năm 1996. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 12, tức ngày mùng 3 tháng 2 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Ngọ, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 và mệnh chủ Bính Tý sinh năm 1996. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng, tránh gây những hậu quả mất mát không đáng có. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Tý trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 5 tháng 12, tức ngày 17 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hại Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 12, tức ngày 29 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 12, tức ngày 10 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Đây là ba ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay những công việc quan trọng sẽ thuận lợi, đạt được kết quả như ý. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được chương trình tư vấn, hỗ trợ một cách nhanh nhất. Tổng quan tử vi của tuổi Tý trong tháng 12 âm lịch. Tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Tý, mọi thứ đều giữ ở mức ổn định là nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân. Quý gia chủ sẽ tìm được lối đi riêng cho mình, mặc dù mới đầu có chút chông gai, nhưng mọi chuyện sẽ dần dần ổn định. Tài vận cũng nhờ đó mà đi lên. Thứ nhất, mặt sự nghiệp. Tử vi tháng 12 âm lịch của người tuổi Tý cho rằng đây là một tháng khá thuận lợi, mọi việc tiến triển, suôn sẻ, hanh thông. Bản mệnh tạo được các mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Nhị hợp ở tháng này sẽ giúp những người tuổi Tý trong công việc xác định được mục tiêu rõ ràng của mình. Bên cạnh, cũng cần phát huy những sức mạnh của tập thể, sử dụng các kết nối để giải quyết công việc nên mọi khó khăn đều được tháo gỡ. Bản mệnh sẽ gặp được quý nhân, nhờ thế mà mọi sự liên quan đến công việc đều khá thuận lợi, suôn sẻ. Tháng 12 được dự báo là quãng thời gian thuận lợi nhất trong năm trên mọi phương diện với những người thuộc con giáp Tý. Với những bản mệnh còn trẻ tuổi, nhiều tham vọng thì tháng 12 này không phải tháng quá may mắn, cần bình tâm trở lại nên đặt sự ổn định lên đầu, không nên đầu tư vào các dự án mới trong thời gian này. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn,
giữ vững tâm lý để phấn đấu đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ, đặc biệt giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ hai, mặt tài vận, tiền bạc. Tháng này, gia chủ tuổi Tý có nhị hợp nâng đỡ nên nhìn chung về tài lộc khá ổn định, việc làm ăn, hợp tác rất tốt, nên tận dụng thời gian này để tìm đối tác phù hợp cho những kế hoạch sắp tới. Người làm kinh doanh nói chung công việc ổn định, thu về nhiều tiền và có thể dùng vốn để đầu tư thêm. Chắc hẳn bằng sự nỗ lực của mình, quý gia chủ sẽ mở được thêm nhiều cơ sở, gây dựng thêm uy tín. Chỉ là đừng quá mạo hiểm đầu tư lớn, cũng phải biết đối tác hay người kết hợp làm ăn với mình như thế nào để phòng bị lừa gạt. Hơn nữa, những gia chủ tuổi Tý là người khá nhạy bén, thông minh. Tuy nhiên, sự nhanh nhẹn ấy lại khiến bản mệnh rơi vào cảnh xôi hỏng, bỏng không, làm nhiều việc mà hỏng nhiều, thất thoát nhiều tiền trong tháng 12 âm lịch. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa được linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng những chất lọc tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa những nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Thứ ba, mặt tình cảm, gia đạo. Tháng 12 âm lịch có nhiều mối nhân duyên mới, cho các gia chủ tuổi Tý còn đang độc thân. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì sẽ xe duyên với người hằng thương nhớ. Tháng này, bình lặng, mâu thuẫn nhỏ có thể xảy ra với gia chủ tuổi Tý đã có gia đình nhưng không ảnh hưởng nặng nề tới tổ ấm. Tuy nhiên, thời gian này cũng có thể sẽ xuất hiện người thứ ba xen vào mối quan hệ, dẫn đến những nỗi buồn, trăn trở, lo nghĩ của bản mệnh. Tháng này, bạn bè có thể trở thành nhân tố tác động đến mối quan hệ của những người tuổi Tý còn đang độc thân. Bản mệnh có thể được bạn bè giới thiệu làm mai. Người đã có người yêu lại dễ bị nhầm vì những quan hệ khác phái thân thiết, có nguy cơ làm rạn vỡ mối quan hệ đã có. Cho nên bản mệnh cần sự minh bạch trong các mối quan hệ. Bên cạnh đó, anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, tam giáp khai vận, thân, tí, thìn để hóa giải những thị phi, xui xẻo bổ vây, kích đào hoa, tài lộc, nhân duyên. Thứ tư, sức khỏe. Về cơ bản thì tình hình sức khỏe của người tuổi Tý khá ổn định trong tháng này. Bạn không phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng, tuy nhiên là khó tránh được những bệnh vặt. Nhưng bên cạnh đó, chỉ cần tinh thần vẫn tích cực, lạc quan thì mọi việc sẽ ổn. Người trẻ nếu kết hợp công việc và nghỉ ngơi hợp lý, trong khi người trung niên nên hạn chế thức khuya, tập luyện hợp lý. Ngoài ra áp lực từ công việc là không thể tránh khỏi. Với các bạn gia chủ tuổi Tý, trong dịp cuối năm như vậy, bạn cần sắp xếp lại bố cục, vị trí, thời gian biểu hợp lý để vừa đảm bảo hoàn thành công việc, vừa có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Người tuổi Tý nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giáp khai vận, thân, tí, thìn, chế tác từ gỗ huyết long và hạt đá mã não đỏ là một loại đá quý có tác dụng tốt đối với hệ tim mạch. Tử vi của từng tuổi Tý trong tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Canh Tý 1960. Canh là dương kim gặp kỷ âm thổ là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Canh Tý trong tháng 11 này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh. Tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phần lòng những người xung quanh mình. Bản mệnh nên phát lộc một chút bằng việc đi chùa, lễ bái và công đức. Thiện tử thân sẽ cảm thấy thoải mái, thư thái và yên tâm lao động. Để tăng cường sức khỏe, đón vận khí tốt, các gia chủ cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ có tinh thần và sức khỏe của gia chủ luôn được tỉnh táo và minh mẫn. Ngoài ra, vật phẩm còn có công dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ hai, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Nhâm dương thủy gặp kỷ âm thổ là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Nhâm Tý sẽ có được tài lộc hơn.
Công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Thậm chí có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ ba, tuổi Giáp Tý 1984, Giáp Dương Mộc gặp Kỷ Âm Thổ là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Không bị tiểu nhân ám hại, đường danh dự, sự nghiệp tài lộc, những gia chủ tuổi Giáp Tý nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí được coi là vật phẩm hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, vạn sự hanh thông, tốt lành. Đặc biệt, vật phẩm còn có thể hỗ trợ kích hoạt, kích đào hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Tý. Thứ tư, tuổi Bính Tý 1996. Bính Dương Hỏa gặp Kỷ Âm Thổ là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng cát lành cho những gia chủ tuổi Bính Tý, nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi ở phía trước. Hơn nữa, trong năm nay, con giáp tuổi Tý phạm Thái Tuế. Người xưa có câu, Thái Tuế đương đầu họa, vô hỷ át hữu họa. Những người phạm tuổi Thái Tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Bính Tý sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài Thái Tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Trên đây là những tổng quan về vấn đề vận trình của người tuổi Tý trong tháng 12 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị được thực hiện trong tháng, hoặc xem tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Tý trong tháng 12 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn quý anh chị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Mọi người đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!